Theo đó, có 14 trạm thu phí nằm trong kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Cục Đường bộ Việt Nam như trạm thu phí Đại Yên, các trạm thu phí dự án đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, trạm thu phí cầu Rạch Miễu. Nội dung kiểm tra, giám sát lần này tập trung vào công tác quản lý vận hành trạm thu phí, công tác thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ tại các dự án BOT. Kế hoạch kiểm tra, giám sát sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2024.